Quý vị, báo chí có vai trò quan trọng trong sự nghiệp văn hóa và tư tưởng của đất nước. Mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và văn hóa được coi là nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Theo đó, báo chí là tấm gương phản chiếu văn hóa và văn hóa là tấm gương soi của báo chí, có sứ mệnh gìn giữ, kiến tạo nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để làm được như vậy, chúng ta cần có một tư duy văn hóa về báo chí, tư duy về văn hóa của những người làm báo. Để hiện thực hóa một cách cụ thể, đúng đắn, tư duy văn hóa về báo chí, bên cạnh việc sản xuất, đăng tải những tin bài với mục đích cổ vũ, phản ánh các phong trào, hoạt động văn hóa, bản thân báo chí cũng cần chú trọng việc xây dựng văn hóa trong chính mỗi người làm báo và tại các cơ quan báo chí. Những người làm báo trước hết phải tự lực cánh sinh cao độ, mà tự lực cánh sinh ở đây tức là tự học, tự nghiên cứu, phải dấn thân, rèn luyện, trải nghiệm. Đấy cũng là văn hóa báo chí. Khi mình đã có những sản phẩm mà được lãnh đạo đánh giá là tốt đấy, thì chưa vội thỏa mãn, mà biết rằng đấy chỉ là chặng đường đầu, rất đầu của một chặng đường dài gắn bó với nghề báo. Cho nên là phải luôn luôn tự nhắc mình là phải tự vượt lên chính mình. Mỗi bài viết hôm sau nó phải khác hôm trước thế nào, phải tìm tòi sáng tạo như thế nào. Từ vai trò, phạm vi ảnh hưởng, tác động tới xã hội của báo chí, mà đạo đức người làm báo trở thành một yếu tố không chỉ giúp nâng cao chất lượng báo chí, mà còn cấu thành nên uy tín của báo chí, tạo nên lòng tin của công chúng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã xảy ra không ít biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, uy tín và danh dự của những người làm báo chân chính. Để phòng chống, đẩy lùi tiêu cực trong báo chí, để mỗi người làm báo tuân thủ, chấp hành nghiêm túc những quy định đạo đức nghề nghiệp, hướng tới một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, mỗi nhà báo cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và tạo dựng giá trị văn hóa người làm báo trong ý thức của mỗi cá nhân. Chúng ta đang làm báo đây không phải là chỉ vì mưu cầu tư lợi cho chính bản thân, mà đây chính là chúng ta đang có một cái làm một cái hoạt động mà nó có một cái sự tác động rất lớn đối với xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Nhiều nhà báo trẻ chúng ta đang quan tâm rất nhiều đến công nghệ, quan tâm nhiều đến công nghệ là tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải coi trọng cái trở về với cái giá trị cốt lõi của báo chí. Mà cái giá trị cốt lõi của báo chí ở đây không phải chỉ thuần túy là để chúng ta cung cấp những cái thông tin, để chúng ta đem lại cái nguồn hiệu quả kinh tế, mà nó còn phải có cả hiệu quả xã hội. Có rất là nhiều nhà báo mà xem nhẹ những cái buổi tập huấn này, những cái buổi sinh hoạt chính trị này. Trong khi đó, đấy chính là cái dịp để chúng ta có thể gọi là bồi đắp cho bản thân những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm. Và nhất là trong cái kỷ nguyên người ta bây giờ người ta gọi là kỷ nguyên số này, thì có rất là nhiều những cái thách thức mà chúng ta chưa từng phải đối mặt. Chẳng hạn như tôi nói là ví dụ là tin vấn đề tin giả, đúng không ạ? Thì ví dụ cách đây khoảng 5-10 năm chúng ta đâu có nghe đến nhiều đến cái vấn đề tin giả đâu, nhưng bây giờ tin giả tràn lan chẳng hạn. Thì đấy là những cái thách thức mới mà chúng ta phải đối mặt. Và do vậy thì là những cái khóa đào tạo hay những cái lớp tập huấn hay những cái buổi sinh hoạt chính trị, tôi nghĩ rằng là điều rất là cần thiết đối với các nhà báo. Đặc biệt trong thời đại 4.0, báo chí truyền thông đang đứng trước những yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số và sự cạnh tranh với các loại hình truyền thông khác. Để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao về nhu cầu thông tin, người làm báo cũng phải đối diện với rất nhiều thách thức. Muốn vượt qua điều đó, người làm báo phải không ngừng phát huy năng lực, lương tâm, trách nhiệm và lòng tự trọng. Trong đó, việc hướng các nhà báo hiện nay trở về với những giá trị cốt lõi, gìn giữ, kế thừa những giá trị tốt đẹp của các thế hệ nhà báo đi trước tại các cơ quan báo chí cũng là một trong những việc làm cần thiết. Trước sự phát triển như vũ bão của ngành truyền thông hiện nay, tôi nghĩ là mỗi nhà báo trẻ cần có ý thức để học tập và ôn lại những cái truyền thống tốt đẹp của các thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đi trước. Và hơn bao giờ hết, chúng tôi ý thức được rằng cần phải kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó. Là một phóng viên trẻ thì tôi thấy rằng là mỗi một phóng viên, mỗi một cá nhân cần phải xây dựng cho mình được cái văn hóa của mỗi cá nhân để ghi nhận dấu ấn, rồi từ đó có những cái lựa chọn góc nhìn riêng, và chúng ta có những cách nhìn rèn luyện những cái đạo đức của người làm báo, làm thế nào để đưa thông tin chính xác đến với người đọc, và đặc biệt là phải nói không với tiêu cực. Việc xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí lấy trọng tâm là tạo dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là quan trọng. Để có được nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, cần có những phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa.
thúc đẩy các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã tổ chức tọa đàm Nhà báo Phạm Quốc Toàn, tác giả và tác phẩm. Đây cũng là dịp để nhắc nhớ lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và là cơ hội giao lưu giữa các nhà báo, nhà văn, nhà thơ. Tọa đàm Nhà báo Phạm Quốc Toàn, tác giả và tác phẩm nhằm kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022 và tròn nửa thế kỷ làm báo của nhà báo Phạm Quốc Toàn kể từ khi ông nhận nhiệm vụ phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Hàng trăm bài viết của ông đã phản ánh kịp thời, góp phần cổ vũ quân và dân ta trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng giới thiệu tập sách mới của nhà báo Phạm Quốc Toàn. Tập sách thứ 20 mang tên Chuyện tình phố cổ, tập hợp 10 bút ký được viết trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022 vừa qua.